Anh em có nhu cầu muốn hàng hải tài chiến hay đến shop hải tặc đại chiến.com, shop đích hải tặc đại chiến tự động giá rẻ với những vòng hộp quay, vòng quay hải tặc đại chiến 99k, vòng quay E599k và nhiều phần quà thử vận may. Anh em có nhu cầu hãy đến với shop hải tặc đại chiến.com, link của mình có để ở dưới phần mô tả nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel của mình là mình đây, thủ tướng đường phố đây mọi người nha. Xin chào tất cả anh em, một game hạt tại đại chiến nha, là mình đây thủ tướng đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước khi vào video thì anh em xem video vẻ và đừng quên ấn like và share và đăng kênh nha, để ủng hộ channel của mọi người rất nhiều. Và rất mong anh em qua xem lại kênh một like, đăng ký kênh để có thể dõi theo các video mới nhất từ bên kênh. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì mình sẽ thông báo luôn cho anh em một tin khá là đặc biệt, đó là vào 10 giờ sáng nay anh em nha, tại server 324 mình sẽ bắt đầu chính thức cây quốc, chỉ lạp đầu anh em nha, chỉ lạp 20k lạp đầu và chính thức đua top với thằng cu em mình, đó là thằng Hải Tặc Lưu anh em. Về lý do vì sao mình lại tổ chức hai anh em chúng tôi lại tổ chức sự kiện này, vì sao anh em chúng tôi lại đua top ở server mới thì ok, giờ mình sẽ thông báo qua cho anh em về cái sự kiện mới vô cùng hot các bạn này, thằng cốt hốt quà cực kỳ đỉnh của Lamy luôn anh em. Và hôm nay mình sẽ tổng hợp tất cả con đe cho dành cho bác nào có nhu cầu trưa nay muốn đi săn cốt của mình. Ok, giờ cùng let's go nào. Đây anh em, đây ưu đãi server mới cập ngập tràn phúc nợ anh em. Đấy, ngoài những chuỗi sự kiện hấp dẫn vừa qua, Lamy gửi đến các thị trường những ưu đãi sắp tới cho server mới anh em. Đây, kể từ ngày 02 tháng 7 trở đi anh em, đây tôi thức thêm 12 đêm anh em, đây này, qua ngày rồi anh em này. Tôi thử test luôn hôm nay được rồi các bạn ạ. Tất cả thị trường sẽ nhận được ưu đãi cho server mới như sau anh em. Ưu đãi máy chủ mới áp dụng cho vòng 7 ngày kể từ ngày mở máy chủ ấy, anh em. Khi tạo nhân vật thành công, các thuyền trưởng sẽ nhận được một phần quà, là một quyển tùy chọn L1 anh em. Hai kia kim cương các bạn, 5m belly và 5m đáy xếp. Ui, ngon chưa các bạn. Ngoài ra có gift code đặc biệt dành cho các thuyền trưởng vào mỗi server mới. Phần quà gift code là sẽ được 50 gửi kèm vào thông báo máy chủ mới hàng ngày. Đấy anh em đợi 10 giờ trưa nay khi mà vào máy chủ mới, nó sẽ có một cái code riêng ở server mới anh em. Xịn son bò anh em, thế là hai anh em chúng tôi rủ nhau vào server mới cày đua với nhau các bạn ạ. Thì tình hình là tôi với thằng em tôi sẽ vào test thử trước 7 ngày, sẽ đi 7 ngày trước anh em. Nếu ổn thì 7 ngày sau anh em chúng tôi sẽ tổ chức một cái sự kiện gọi là đua server mới VIP 0. Ngày xưa tôi từng tổ chức một lần ở bên bộ kệ chiến rồi, giờ tôi muốn tổ chức ở bên này. Đó, ai đạt giải nhất thì anh em chúng tôi sẽ có phần quà là một con ạc xịn sò, là thẻ cao, là cái gì đó dành cho anh em. Đấy, anh em hứng thú với series này thì đừng quên một like như đăng ký kênh để mọi người cùng theo dõi được cái series này bên kênh của tôi cũng như thằng em tôi. Ok, thì phần quà của gift code rất là ngon anh em nhé, 10 thùng bia, 10 ca đá cường hóa các bạn, một set trang bị đồ đỏ 3 sao anh em. Sẽ biết bộ trang bị đỏ 3 sao này là bộ gì các bạn ạ, nhưng anh em lấn phết. 2km bụi ma thuật anh em và 10 giây thích đấu. Đặc biệt hơn, gói quà ưu đãi cực kỳ hấp dẫn dành cho các thị trường. Thời gian hiển thị gói lạp từ... Ui, khá là nhiều cái ngon đây anh em này, tuyệt vời luôn các bạn. Đây anh em, không những nó ngon mà bởi vì bây giờ những server mới lại có một số thứ khá là đặc biệt. Giờ tôi sẽ cùng nói với anh em sau. Đầu tiên điểm có quà anh em nhận đây, máy chủ mới các bạn gửi luôn anh em. Đây bây giờ xem mới này, đầu tiên nhận được hoặc quyền A đã ngon rồi anh em. Rồi nhận được quà nữa các bạn này, trời ơi ngon luôn. Rồi tiếp tục mở lem qua cái đống quà trước các bạn nhá. Tuyệt vời ông mặt trời các bạn, một từ để miêu tả cái cảm xúc lúc này các bạn. Trời ơi, quá ngon luôn anh em, sự kiện này quá ngon luôn. Rồi tiếp theo thì đó đến code các bạn ạ. Code bên nhảy xem mới thì code thì phải nói là tuyệt vời ông mặt trời hơn các bạn nhá. Ngoài 10 con đe tân thủ ra, 10 con đe vinh viễn ra anh em, chúng ta còn có thêm một cốt nữa, đó là cốt của server mới anh em, là 11 cái cộng với 3 cái cốt đặc biệt. Đấy, 3 cốt dùng riêng các bạn nhá. Và cốt này làm sao để các bạn có thể sở hữu hiện giờ thì các bạn có thể lên sự kiện ở trên game của chúng ta, còn không thì chỉ có thể là ấn đăng ký kênh và sẽ theo dõi kênh từ đường phố, mình sẽ thường hay cập nhật phát cốt cho anh em đó. Thì bác nào nhanh tay thì sẽ nhận được thôi. Quay mà với 3 quả cốt này tôi nói thật với mấy ông thì trời ơi, cốt này bị sử dụng lần, để tôi lấy cốt khác vậy, đợi tí nha, để tôi lấy cốt khác anh em. Trước khi lấy cốt khác thì tôi cứ nhập qua cái đám cốt này đã anh em. Đấy, quay 2 cái luôn à. Thì tôi cập nhật 2 cái mới anh em, thì tôi đi lên 2 cái mới. Đấy, ngoài ra thì đây anh em, chúng ta có code tuần. Rồi VIP code 2 triệu và quả quà 1234. Đấy, huyền thoại hải tạc, group hải tạc. Đấy. Đây mấy code này nói chung là anh em biết hết rõ hết rồi, tôi cũng chẳng cần phải quảng cáo lại anh em. Cho nó nhảy server mới thì tôi cập nhật lại code cho
Bác nào có nhu cầu muốn đua tốt với anh em chúng tôi cho ngày hôm nay. Đấy, hiện tại đợt đua này thì đua test thử anh em nhé. Hai anh em tôi sẽ đua với nhau sau 7 ngày để xem ai mạnh hơn ai các bạn. Hai anh em tôi sẽ đua test thử trước 7 ngày. Và nếu như cảm thấy nó ổn thì sau 7 ngày thì anh em chúng tôi sẽ mở một cái series dành cho anh em trong kênh hai bên đua, có thể giao lưu với nhau, tiện đua với nhau các bạn ạ. Đấy, sẽ có những phần quà hấp dẫn dành cho các bạn khi đua sau 7 ngày. Thôi thì cũng khá là thích tổ chức sự kiện kiểu vậy, anh em có hứng thú không? Nếu hứng thú thì đừng quên comment, để lại comment của các bạn dưới phần comment của video để tôi cập nhật thêm thông tin nhá. Anh em nếu hứng thú thì đừng quên comment để tôi biết ạ. Đấy, xương xương hiện giờ chúng ta có 14 cái cốt anh em nhá, rất là ngon luôn, để tôi lấy thêm 2 cốt nữa đó các bạn. Ok các bạn, đây tiếp tục nào, nhập lại 2 cốt này anh em. Đấy, nói chung được chứa đang ngon, giờ xin mấy anh em xem vào ngon nhất. Hiện giờ tôi thầy sao mà thấy đến toàn mấy anh em gửi cốt, tôi toàn gửi cốt hoàn toàn rồi, thế tôi phải kiểm tra trích cốt lại thường xuyên của anh em được các bạn. Rồi thì tôi lấy thêm cốt nữa nhá. Ok tiếp tục nào anh em, nhập tiếp nào. Đây, tiếp tục nhập cốt anh em. Chả nét what do lem sao mà cứ đã sử dụng hoài vậy, còn cái này thì sao nữa hả? Xem nào, tôi mới nhập thì có được một cái thôi mà mới có đe gậy trực tiếp anh em. Uầy, thế tôi đi trích lại cốt đã các bạn nhá. Đây, tôi vừa mới trích 6 cái có đe anh em, để xem nếu có cái nào trùng thì dành cho anh em nào nhanh tay may mắn luôn này. Đó, tiện tặng các bạn luôn trên này. Một cái gậy thời tiết này, đây, đây tôi vừa dùng rồi này, bác chưa có thì lấy này, một cái nhá. Rồi, ok, tôi đã cái tiếp theo nào. Cái thứ hai. Rồi, ăn được rồi các bạn, đây, ăn được 2 cái rồi.
30 mấy thùng mà nhân phẩm này kém quá. Đấy, trên này chắc phải làm vài ạc thì mới đua được với thằng em tôi, chứ đâu cái này thì không đua không nổi các bạn ạ. Ui, hình tượng bộ này thôi à. Đây xem nào, bút nào. Ui trời, chopper. Lo, ui trời ơi, đen thế, như con nàng này sao chơi anh em. Trời ơi, như nàng này sao chơi. Ok, chắc chiều nay tôi phải test nhân phẩm vài ạc để mà ra được một con ạc ngon để đua với thằng em tôi. Nói chung thì đấy, trưa nay anh em nha, hẹn anh em 10 giờ trưa nay này tại server 324 của game Hải Tặc Đại Chiến mới nhất đó. Anh em nào có nhu cầu muốn đua top thì vào đấy quẩy với anh em chúng tôi đấy. Còn đâu sau 7 ngày trải nghiệm trước, nếu mà cảm thấy mà đua mà có thể check out lại thông tin các thứ đầy đủ được thì chúng tôi sẽ tổ chức cái sự kiện cho anh em chơi luôn. Đấy, trước mắt thì cứ nhá hàng nhau trước thế đã anh em, đó là thứ thông báo nhẹ nhau cái thế. Đầu tình hình phổ biến như nào nữa thì có gì chúng tôi sẽ cập nhật ở trên các video thông báo cho anh em tiếp. Bây giờ chúng ta đi phang thùng bia nào anh em. À, quên lộn cốc bia các bạn, đi phang cốc bia. Phải hết chỗ này là được 50 cốc à, 50 cốc các bạn. Dùng ngon thật sự anh em, nhà xe mới các bạn nhìn nào, 10k kim cương, 80 mấy thùng bia ngon thế nhờ. Uầy, nghĩ thôi nó thấy phê rồi các bạn, thấy phê chứ ê kéo dài rồi. Trời ơi, à mà nhìn này tao quên chưa đi cái kim cương thế cũng không ổn các bạn. Bây giờ phải nghiên cứu trước. Đấy, để chiều nay chơi nó ổn áp hơn, nhưng mà trước mắt phải có test nhân phẩm các bạn. Chứ rút tướng thế nào cũng không ổn các bạn. Ít nhất phải ra được một hoặc quyền A, không nếu mà được hai cháu gì đấy chứ. Con ạc tôi như thế hơi đen các bạn. Chiều nay phải ngồi chịu khó ngồi nập vài chục ạc để cày các bạn ạ. Ra được con ạc ngon trước đã rồi chơi tiếp. Đấy, quên mất ở phần đăng nhập 7 ngày các bạn này. Đấy, đấy 50 cốc bia vàng này. Đây, để dành mua đây ngon hơn các bạn này. Để dành kim cương mua đây ngon hơn, được đấy. Tiêu như thế là hơi dại các bạn ạ. Chấn chỉnh lại mới được. Rồi. Họ đập phát nữa nào. Xem ra cháu nào không anh em. Không ra cháu nào các bạn ạ, hơi khó khăn đấy. Nói chung về nhân phẩm một ổn thì mới chơi được anh em. Ok, nói chung thì cứ nhá hàng nhau trước thẻ đá. Ok, video ngày hôm nay thì tôi xin phép kết thúc anh em tại đây. Hẹn gặp mọi người ở clip theo nha. Cảm ơn bạn đã đón video kênh chủ tử đường phố rất nhiều. Hẹn gặp anh em 10 giờ trưa nay tại server 324 nha. Giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip theo. Bye bye.